vpgame.vn, shop nick nhanh chóng, an toàn, giá rẻ. Ok, chào toàn thể anh em đến với channel của mình. Thì ở clip này mình sẽ làm về vị tướng, đó là A Lánh nhá, theo yêu cầu của rất là nhiều anh em luôn anh em ạ. Vị tướng này thì mình thấy là nhiều anh em bình luận có bàn, đó là bình luận chắc có lẽ lần thứ phải là 20 rồi. Thì các bạn thông cảm một xíu, vị tướng nào thì mình cũng làm nhưng mà quan trọng là thời gian thôi. Thì cũng cảm ơn anh em đã là ủng hộ quan tâm nhá. Những bình luận đó thì thực sự cũng là thiết thực anh em ạ. Và mình luôn luôn ở đọc bình luận của anh em nhé, bất kể đó là bình luận nào cũng vậy. Cho dù là thời gian của mình thì cũng khá là bận, nhưng mà những bình luận của anh em thì mình luôn luôn ở đọc anh em ạ. Thứ nhất là để biết đó là mình đó là yếu ở điểm nào. Thứ hai nữa đó là có nhiều anh em đồng viên mình thì cũng cảm ơn anh em luôn. Thì ở trận đấu này thì mình sẽ mang đó là A Lánh đi rừng nhé. Đối với A Lánh thì anh em có thể mang đi rừng hoặc là có thể đi ở Atalanta thân. Và ở trận đấu này thì mình mang đó là A Lánh đi rừng. Giai đoạn cầm tròn ở đâu game thì tem bên mình đó là chửi nhau một xíu khi mà có xạ thủ rồi, nhưng mà ông ép bá thì gọi là còn tích thêm đó là xạ thủ nữa, nên là vì đó là tem mình chửi ấy. Nhưng mà chắc có lẽ là cũng không sao cả anh em ạ, bây giờ thì vẫn chiến lén ổn là được rồi. Tất nhiên thì hai xạ thủ thì về giai đoạn cuối game thì khá là khó một xíu, hơn nữa tem bên mình thì không có tánh cớ nữa. Nhưng bên cạnh đó thì tem bên mình lại có chất tướng khống chế tốt, đó là Letter. Mình thì không đánh giá cao đó là Letter ở khả năng đó là về điểm mạnh, nhưng mà khả năng khống chế của nó thì cực kỳ là tốt, nên là cũng có thể giúp ích cho tem khá là nhiều, đặc biệt thì với khả năng bắt lẻ nữa. Thì nói về chất tướng A Lánh một xíu, thì đối với A Lánh thì mình nghĩ là một chất tướng chơi được thì dễ, còn để mà chơi tốt thì mình nghĩ là cũng rất là khó. Và hơn nữa vị tướng này thời điểm hiện tại thì không phải là một vị tướng quá là ưa chuộng, vẫn chơi được thôi. Thì pha này mình bắt nhẹ và sử dụng chiêu cuối vào á thủ tém địch nhé. Chắc chắn thì pha này á thủ tém địch lên bảng điểm số rồi. Sử dụng chiêu hái để giữ chấn. Ôi thôi xong rồi, giữ chấn được. Đó là vị trí của Zuka tém địch, nhưng mà cuối cùng thì mình bị bá bốn người của tém địch hành luôn, nên là lên bảng điểm số luôn anh em ạ. 1-3. Giai đoạn đầu game hơi thọt một xíu thôi. Đối với chất tướng của A Lánh thì mình nghĩ là một chất tướng cũng khá là khó chơi ấy. Bởi vì anh em khi mà đạp xuống một phát mà không có chiêu hái giữ chấn thì đối phương rất là dễ chạy được. Ok, pha này thì có ý định cướp bóc đến từ IG này, cướp với chúng tôi á. Ôi pha này bắt được, bắt. Chạy đâu bạn ơi, lên bảng điểm số này. Nhưng mà cuối cùng thì IG tem bàn cũng ăn được. Đó là Slim tem mình rồi, một pha tráo đổi hoa hoàn thôi. Không cứu được, đó là Slim pha đỏ anh em ạ. Thì hiện tại bây giờ anh em thấy thì bắt màn tem mình lao vào rồi, liệu có ăn được IG tem địch hay không? Vẫn ăn được, đó là IG tem địch, nhưng cuối cùng thì cũng chỉ đó là màng đổi màng thôi, chả có gì lời cả. Về cách chơi của vị tướng này thì đó là anh em khi phám, ôi pha này rú béo, này thì rú béo, sử dụng chiêu cuối luôn. À nó có quả cầu băng sương rồi anh em ơi, có quả cầu băng sương thì chịu rồi. Pha, ôi pha này thì bắt được này, chạy đâu bạn ơi. Tiền đó là Crisy tem địch lên bảng điểm số này, khá là thơm luôn ấy. Bắt đầu Crisy tem địch chắc là bất chiêu cuối, ý định là gây sát thương vào mình ấy, nhưng mà lượng máu của Crisy thấp nên là mình ngắn được luôn, hay là Crisy phá đổi di chuyển lỗi thì mình cũng không biết nữa. Thế đối với vị tướng đó là A Lánh này thì khi anh em đó là đánh thương đó là bá phạt, nói chung anh em tích được 3 điểm hoặc là 4 điểm thì khi đó thì anh em sử dụng đó là nội tài của chiêu 1 nhá. Nói chung về cách chơi của vị tướng này thì thứ nhất đó là mình sẽ phân tích về chiêu thức một xíu. Chiêu thức ở thời điểm anh em đó là không có nội tài thì anh em chém hất tung đối phương thôi. Và thứ hai nữa là khi anh em có điểm nội tài thì anh em sẽ chém liên tục và đòn đánh cuối thì gây đến đó là sát thương chuẩn nữa. Thì cũng đơn giản là vậy thôi. Nhưng mà quan trọng nhất đó là anh em khi mà sử dụng đó là nội tài thì anh em đứng yên một chỗ là anh em ạ, đó là điểm yếu của vị tướng này. Còn chiêu hài thì đó lượt theo trúng mục tiêu thì giúp đó là giữ chấn đối phương. Còn chiêu cuối thì anh em gọi là tiếp cận đối phương thôi anh em ơi. Tiếp cận và đạp xuống một phát thì thứ nhất đó là gây sát thương, thứ hai thì giúp anh em bục thêm một lớp giáp nữa.
Pha này thì mình sẽ lại chơi này, rồi A thú. Ui, A thú chơi vào trụ chơi luôn kia. Pha này mình dùng chiêu 2 giữ chấn một phát này, lượt thêm một phát nữa giữ chấn và tiền A thú lên bảng điểm số. Và chắc chắn pha này thì chắc có lẽ trước cần sử dụng chiêu cuối anh em ạ. Thì đã tiền ở đặt xa thủ tém địch lên bảng điểm số rồi. Ok, thì chắc là pha này lùi lại thôi. A thú thịt thì chơi luôn này. Nhưng pha này thì sợ nó chạy vào trụ ấy. Còn mình solo với A thú thì mình có thể khắc chế A thú khá là tốt. Bởi vì anh em thấy thì chất tướng của A thú thì nó trấu mà lại kém cỡ đồng nữa. Đối với A đánh thì thích nhất là những vị tướng kém cỡ đồng. Còn dập dàng như ná này, rú cá này hay là ai gì thì khá là khó bắt. Nó lượt đi phạt anh em không có chiêu hái để giữ chân thì không có cách nào mà có thể là chơi được nó cả. Thì tất nhiên rồi, thì điểm yếu thì nó cũng có, nhưng mà điểm mạnh thì nó cũng có. Pha này thì bắt nhẹ Curry xí một phát, mình khá là thấp máu khi Curry xí bắt đi bữa sau bán. Pha này thì một phát khóa là chết tốt đến từ vị trí của mít tém mình anh em ạ. Thì pha này mình chắc có lẽ lùi lại một xíu thôi. Trận đấu này thì cũng khá là căng, 10-10 dành cho hai bên. Thì đối với vị tướng này thì mình cũng khá là ít chơi, bởi vì... nói thế chứ đi được ta thân thì vị tướng này giai đoạn đầu game cũng khá là yếu anh em ạ. Hơn nữa thì cũng khá là kém cỡ đồng nữa. Nên là mình khá là ít chơi vị tướng này. Nên là chắc chắn thì ít chơi thì cái đồ thông thạo thì sẽ không được tốt. Nên là anh em cũng thông cảm nhé. Anh em yêu cầu nhiều thì mình làm thôi. Còn tất nhiên thì mình hiểu chất tướng. Nên là có thể trình bày cho anh em về chất tướng được. Cũng như là trang bị bảng ngọc và phù hiệu thôi. Còn về cách chơi và kỹ năng chơi thì tất nhiên là sẽ... đó là không tốt được, đó là các băng anh em chơi nhiều rồi. Nhưng mà mình sẽ hướng dẫn tất cả những gì mình biết. Có thể với kỹ năng thì mình thua anh em. Nhưng mà về đó là chiếu thức thì mình cũng hiểu. Tuy là có thể là không bằng anh em cũng nên. Nhưng mà mình hiểu thì mình sẽ trình bày cho anh em tất cả những gì có thể. Thì pha này thì thấy sái của Zuka tém địch. Chắc có lẽ Zuka không dám lên ôi thêm A thú nữa kia. Và này thì chắc có lẽ là mình chơi được nhá, bởi vì anh em thấy thì A thú bị khóa rồi. Mình sử dụng nội tài của chiêu 1 luôn này. Thấy Zuka lao vào sử dụng luôn đó là chiêu 2 và tiền đó là hai người của tém địch lên bảng điểm số. Thì phá đó thì nhờ đó là phù hiệu đấu khí nữa, nên là mình hồi phục cũng khá là tốt đối với vị tướng A lánh này. Và điểm mạnh của A lánh nữa đó là khả năng hồi phục cũng rất chính là ổn. Về điểm yếu thì thứ nhất đó là mình nói đồ cỡ đồng rồi. Thứ hai nữa là gặp những vị tướng cỡ đồng. Thứ ba nữa nhiều món đồ khống chế dạng như đầu quả câu bắn sướng thì cũng có thể khắc chế A lánh khá là tốt. Điểm mạnh của A lánh đó là bắt những vị tướng đó là thuộc dạng kém cỡ đồng. Kèm theo đó thì do là có đám cực kỳ là tốt, sở hữu ba loại sát thương luôn, đó là vừa sát thương vật lý, sát thương phép và sát thương chuẩn, nên là trừ tánh thì cũng rất chế tốt. Và cách chơi của A lánh thì anh em cứ làm sao tích khoảng đó là 2 đến 3 điểm cho mình 2 điểm. Rồi sau đó anh em lao vào đánh thêm một phát nữa giữ chấn bằng chiêu 2. Rồi sau đó thì anh em kích hoạt đó là nội tài của chiêu 1. Đó là cách chơi là vậy thôi, nhưng mà do đó là chiêu 2 của anh em tâm rất chỉ là ngắn anh em ơi. Nếu là tiếp cận thiệt gần kìa hoặc là núp lùm để bắt kìa. Không chỉ thì rất chỉ là khó anh em ạ. Anh em có chiêu cuối có thể đạp xuống, nhưng mà khi đạp xuống thì anh em nên lưu ý rằng đó là nên có chiêu 2 để giữ dẫn đối phước. Rồi sau đó thì combo bằng chiêu 1. Combo của A lánh thì nếu mà anh em gọi là ở xa đối phương ở xa quá tiếp cận bằng chiêu cuối, thì anh em có thể là tiếp cận bằng chiêu cuối sau đó giữ chân bằng chiêu 2 rồi combo bằng chiêu 1. Tốt nhất là tích được đủ 3 điểm thì sẽ là mắc tối ưu nhất. Và này thì mình sử dụng chiêu cuối vào luôn này, chạy đâu bạn ơi. Mật quả cầu băng sương ví dụ pha này này, mình giữ chấn bằng chiêu 2 này và tiền hai người của tém địch lên bảng điểm số, quả là ok luôn anh em ơi. Chơi ga như mình mà cũng lùm được đó là 10 điểm hạ gục luôn rồi. Thực tế để chơi được vị tướng này thực sự tốt đấy, mình nghĩ là cũng khá là khó ấy. Hơn nữa thì tém bên bàn ở trận đấu này thì cũng khá là nhiều vị tướng cỡ đồng nữa, dạng như Airi, dạng như Zuka thì mình rất chỉ rất khó để bắt. Thích nhất vẫn là bắt dạng như A thú này hoặc là ví dụ như ôm mén của tém đi anh em ạ. Chất tướng A lánh là chất tướng trên cơ ôm mén này cũng như A lánh gì đó ấy. Nhưng chất tướng thuộc dạng kém cỡ đồng, đạp xuống rồi là đối phương không thể chạy được nữa.
Hiện tại thì bây giờ đang thấy sai Zuka tém địch nhá. Pha này ổi thấy sai rất chỉ là nhiều người của tém địch luôn. Tiền đó là Ari của tém địch lên bảng điểm số này bắt luôn, đó là xạ thủ của tém địch. Ôi, bị trụ bắn đau thế. Tiếc thế anh em, pha đó mình đang còn chiêu cuối mà, nhưng mà nhận thấy xạ thủ của tém địch khá là thấp máu rồi nên là mình không sử dụng chiêu cuối. Ai dè bị lên bảng điểm số. Pha này thì sợ liếm tém mình tốc biến bỏ chạy rồi, lao cơ khí trượt. Zuka thì vẫn đuổi theo, nhưng mà lo so cơ khí thì đã nhảy bên qua bờ tường và thoát được, vậy là ổn rồi. Tém bên mình thì máu hơi mỏng anh em ơi. Có đó là Batman DSP, Batman thì khả năng bắt lẻ thì tốt, khả năng bắt đó là những vị tướng máu giấy của tém địch thì tốt. Nhưng bên cạnh đó thì đồ chống chiêu để cho tém mình chơi thì khá là hạn chế, bởi vì tém bên mình thì đầu game là pick hơi trốn một xíu thôi. Pha này thì ở đây không biết, ơi chắc các này đối phương thấy rồi bị lộ tầm nhìn rồi thì chịu. Pha này thì liệu có bắt được cánh trang rú béo hay không ấy. Nhưng mà hiện tại thì cái trụ ở đường rông tém bên mình cũng chưa lấy được. Trận đấu thì cũng 50-50 thôi, gian trụ ngoài của tém mình thì bị lấy hết rồi. Tém bên địch thì cũng lấy được trụ. Ôi pha này chơi được này, hay này. Rồi anh Trang rú béo, chạy đâu bạn ơi, đạp xuống luôn ấy, rú béo lên bảng điểm số này. Nhưng mà thôi xong rồi, pha này bị trụ bắn đấu của anh em ạ. Cũng không hà được ai gì luôn, mịt tém mình thì sao mà đứng yên một chỗ vậy trời. Ôi, mịt tia, mịt đâu, ôi. Mịt tém mình đang có chiêu cuối mà, ôi phá đồ mịt có chiêu, ôi thôi xong rồi. Áp cá rồi à. Mịt tém mình có chiêu cuối phá đồ mà ở lại là ngon rồi. Đáng lẽ là có lời thì ai dè là cuối cùng mất hết lời thì rồi anh em à. Tố cáo nó. Thì nếu ai áp cá thì chắc chắn là phải tố cáo rồi. Hy vọng là mịt tém mình sẽ vào game anh em à, chứ áp cá tầm này là khó đánh ấy. Thứ nhất là tem bên mình không có tánh, thứ hai bây giờ thiếu đó là khống chế nữa thì lấy gì chơi đấy. Van Heo và Batman thì giai đoạn cuối game thì cũng yếu nữa. Batman tem mình treo máy cố ý bị hà. chịu rồi. Thì gắng đánh hết mình thôi anh em, trận đấu này mà lỡ mà AFK thì chắc có lẽ mình cũng không mất sao ấy. Ok, pha này quay trở lại bắt được ăn được màn chấm dứt của IG này. Thì đối với chiêu cuối thì anh em có thể đạp trúng đó là đối phương, hoặc là anh em có thể đạp xuống đồng đội. Đạp xuống đồng đội thì giúp anh em tăng tốc chạy cho bản thân cũng như đồng đội cực kỳ là nhiều. Đối với A-Lanh thì ví dụ kết hợp combo với đó là pin thì cũng cực kỳ là tuyệt vời nhá. Nhưng mà quan trọng nhất đó là có hiểu ý hay không thôi. Nếu mà anh em đi tém mà rằng côn tím được ấy thì thực sự A-Lanh kết hợp với pin thì cực kỳ là tuyệt vời luôn. Pến sử dụng chiêu cuối, A-Lánh sử dụng vào đó là pến và đạp xuống một phát combat đẹp thì có thể là hủy diệt đối phương luôn. Do Ngọc Sơn có hành vi áp cá nên phải chịu trừng phạt thì chắc chắn là bị trừng phạt rồi, đó là điều hiển nhiên rồi. Bây giờ thì nhận thấy là á thú của tém địch bắn vào này, thôi pha này chơi luôn anh em ơi, chạy đâu bạn ơi, chắc chắn thì pha này á thú hết chạy rồi. Chiêu hai của mình giữ chấn được. Đối với chiêu hai thì khi anh em lượt trúng đối phương một phát thì giúp anh em giữ chấn đối phương trong vòng 1,5 giây nữa. Thì hiện tại đang thấy sai IG nha. Rồi pha này solo với IG xem thử ai thắng này. Nó sử dụng đó là chiêu cuối thì mình cũng sử dụng chiêu cuối để né đam luôn. Pha này sử dụng nội tài chiêu 1. Tiền IG của tém đinh lên bảng điểm số. Và mình rút lui một cách. Đó là an toàn rồi, vậy là quá ổn. Thì hiện tại bây giờ anh em thấy thì bắt màn tém mình đang dần theo. Đó là Alistair. Thì dần theo Alistair cũng được để nó khóa mục tiêu anh em ạ. Chứ thời điểm này mà không có khóa mục tiêu nữa thì rất chi là khó. Bây giờ thì lượng đô của tém địch tốt rồi nên là những pháp phịt đến từ mịt tém mình thì cũng không đáng ngại cho lắm. Về phần trang bị thì mình sử dụng dành cho Alan như sau. Đầu tiên thì sẽ lên cho nó món đô đi rừng. Đó là cái cúng bảo tổ tăng tốc đánh em ạ. Tiếp đến thì dây hồ về. Tiếp đến thì sẽ lên cho Alan đó là thành kiếm trí mang. Sau đó thì lên cho A-Lánh, đó là cái rìu anh em ạ, để có thể làm chậm đối phương nữa, cũng như có một lập giáp giáp phép nữa anh em ơi. Tiếp đến thì sẽ lên cho đó là A-Lánh, đó là cây nánh, đối phương dưới 50% máu thì chịu thêm 30% đám. Và cuối cùng đó là giáp hồ mình để đảm bảo an toàn. Ôi, pha này xa thủ tém mình về đi bạn ơi, ôi thôi xong rồi.
Tem bên địch chặn đường xa thủ Tem mình rồi, pha này mình lại liệu có cứu được hay không ấy. Vậy đóng thế. Rồi pha này thì chắc là mình phải sử dụng chiêu cuối thôi, đạp xuống nhẹ một phát này. Thôi xong rồi, mà đi giáp hồ mạnh rồi, bản giáp hồ mạnh lên cho nó liêm đoạt mạnh. Ôi thôi xong rồi đóng quá, ôi thơm thơm vẫn ăn được IG của Tem địch kia. Nhưng mà cuối cùng thì ăn con ta thân xế giá phải thả con rồng tiến phong luôn anh em ạ. Và mất luôn rồi là con rồng tiến phong. Hình như là mình té mình vào rồi anh em ạ. Vào rồi thì chơi được này. Không biết vào hay là đi theo đó là bắt mán té mình nữa. Ôi đi theo bắt mán rồi. Đi theo cũng được anh em ạ. Cứ khóa được là được thôi. Ok thì thời điểm hiện tại thì anh em thấy thì con rồng bào chúa ra rồi. Nên là bây giờ thì chắc có lẽ mục tiêu đó là con rồng bào chúa nhé. Trận đấu này thì khá là gắt. Áp ca nên là cũng hơi khó chơi một xíu ấy. Và hai bên thì cũng 50-50 thôi. Trải qua đó là 16 phút rồi. Với phù hiệu thì mình sẽ sử dụng đó là bầu phù hiệu đấu khí nhá. Còn với bảng ngọc thì mình sẽ lên đó là bảng ngọc phún chỉ màng anh em ạ. Ok pha này bắt được đấy. Chơi luôn bắt màn ơi. Đâu rồi, tem mình đâu hết rồi. Ôi pha này thì mình sử dụng chiêu cuối đạp xuống A thú này. Ăn được đó là xa thủ của tem địch là ngon rồi. Bây giờ thì chắc có lẽ mình về và di chuyển lên đó là hàng rồng nhá. Bởi vì hiện tại thì rồng bào chúa ra rồi mà. Lên hàng rồng thôi anh em ơi. Về đó là bảng ngọc thì mình sẽ lên bảng ngọc phún chỉ màng anh em ạ. Ngọc đỏ đó là tỷ lệ chỉ màng 10 viên. Ngọc tím 7 viên tốc đánh tốc chạy, 3 viên hút máu. Còn ngọc xanh cống vật lý và xuyên giáp nhá. Bây giờ thì lại ăn ta thân xế ra luôn. Ăn con ta thân xế ra này thì giúp đó là mình có thêm đó là cái quyền năng nữa. Ôi pha này hay này, bắt màn tay mình quá là hay luôn. Bắt màn lùm được màng của đó là mịt tém đích rồi. Bây giờ di chuyển lên thôi. Crisi giai đoạn lịch game mạnh mà mất Crisi rồi thì chơi được ấy. Lên luôn đấy anh em ơi, tổng tấn công kết thúc trận đầu luôn đấy. Ôi tém mình đi đâu vậy? Dính ngay cái đàn thân quang đến từ lá ví không sao cả anh em ạ. Pha này chơi được này. Chơi luôn anh em, tem mình đâu, mình đạp xuống rồi đấy. Ôi ai gì tem địch mất chiếu cuối luôn kia. À thu tem địch lên bảng điểm số rồi. Pha này thì chắc chắn là tổng tấn công và kết thúc trận đấu luôn anh em ạ. Hay quá trời luôn. Phát màn tem mình thì vẫn đang dần theo đó là dần theo đó là tớ đi theo. Và trận đấu thì kết thúc ở đây rồi. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip nha. Bye bye.